trên đường quê. Cô dâu đội má hồng về nhà chồng, tung bay xa pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đội má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Sẽ không ai thay thế được người,
em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mong mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau, dù cuộc sống này thế nào. Lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Đi dọc đường hàng thơ bay con tàu quay qua đèo Hải Vân mới bay tình người. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối là tàu anh đi vượt qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong những thương chào đón. Con tàu đi là yêu nhau, em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mai xuôi ta cùng ngồi là yêu nhau, mai nơi ta cùng chào. Con tàu Việt Nam đi suốt muôn mùa vui qua đèo Hải Vân mới bay tình người. Nhớ thương nhau em chờ anh tới là tàu anh đi.
tiên song xin được trân trọng kính mời chú rể Hải Anh và cô dâu Hương Liên. Chúng ta cùng trở ra chiếc cửa hôn trường cưới ngày hôm nay để cùng tận hưởng những phút giây thăng hoa hạnh phúc ngập tràn của hai bạn trong một ngày đặc biệt nhất, trước sự chứng kiến đông đủ của tất cả quan viên hai gia đình, họ nhà trai, họ nhà gái. Và kính thưa quý vị thân mến, trong không gian ngập tràn sắc màu ngày hôm nay, sự hiện diện của toàn thể quý vị chính là một niềm vui, niềm hạnh phúc đối với đôi tân nương và tân gia nhân, chú rể Hải Anh và cô dâu Hương Liên. Và kính thưa quý vị thân mến, đúng là miếng trầu là vợ, quả cau là chồng, điếu thuốc là sợi chỉ hồng, vôi pha với nghĩa, thuốc mồng với duyên. Chúng tôi xin được trân trọng chuyển lời mời của gia đình, kính mời quý vị chúng ta cùng tự nhiên sơi trà, xin nước hút thuốc, cùng chung vui, cùng trò chuyện và để gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong ngày này lễ thành hôn của cô dâu và chú rể. Và kính thưa quý vị thân mến, lần đầu tiên cho phép những người làm chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện An Phúc xin được trân trọng gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe thành đạt, lời chào trân trọng thân ái và nồng nhiệt nhất, kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, kính chúc anh họ sức khỏe dồi dào, đôi lứa yêu nhau càng thêm thắm nồng, và chúc cho lễ tân hôn ngày hôm nay thành công rực rỡ. Một tràng pháo tay để cùng chúc mừng. Kính thưa quý vị thân mến, trải qua một thời gian dài yêu thương tìm hiểu nhau, nâng niu chăm chút cho tình yêu, thì ngày hôm nay đây, khu vườn tình yêu của chú rể Hải Anh và cô dâu Hương Liên đã nở đầy hoa thơm và trái ngọt. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể, chúng ta hãy cùng tay trong tay bước lên lễ đài hạnh phúc. Và xin quý vị chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để cùng nâng bước cho đôi đường trong ngày vui hôm nay. Xin mời quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, trên sân khấu lúc này đây chính là đôi tân lang và tân gia nhân. Tôi xin được trân trọng ra mắt tới toàn thể quý vị, chú rể Hải Anh, cô dâu Hương Liên. Xin được quý chào toàn thể quý vị quan khách và một tràng pháo tay thật lớn thật dài để cùng chúc mừng. Kính thưa quý vị thân mến, cô dâu và chú rể họ đã trải qua một thời gian dài yêu thương tìm hiểu nhau, trải qua biết bao nhiêu cay đắng ngọt bùi, biết nhiều bao nhiêu xúc cảm thăng trầm của tình yêu. Và trên sân khấu lúc này đây chính là người hai người hạnh phúc nhất, hai người tuyệt vời nhất. Và đúng là tình yêu quả đúng diệu kỳ, mặc dù nó nằm nơi sâu thẳm trong mỗi con tim, nhưng này lên nổi đi khắp nhân gian để đem đến ánh sáng nụ cười, cũng như biết bao câu chuyện cho cuộc sống thêm nhiều sắc màu tươi đẹp. Và cũng chính từ sức mạnh diệu kỳ đó của tình yêu đã mang đến cho Hải Anh và Hương Liên một tình yêu đẹp và tiến tới hôn nhân thành công mỹ mãn, niềm vui son sắc đợi chờ, tháng năm mong đợi bây giờ là đây. Và đây cũng chính là những phút giây được hai gia đình, được cô dâu và chú rể mong chờ đợi đặc biệt nhất. Tôi xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Hải Anh và cô dâu Hương Liên xin phép được chính thức bắt đầu. Kính thưa quý vị thân mến, khi nhận những ngọn pháo hoa đầu tiên bốc lên đã báo hiệu cho ngày vui, ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể được tổ chức trang trọng tại lễ đường của gia đình họ nhà trai trên quê hương sao đỏ Chí Linh Hải Dương. Và trên thuyền hoa lộng lẫy lúc này, cô dâu và chú rể chuyển lời qua những người làm chương trình trân trọng cảm ơn tới sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị trong ngày vui hôm nay. Một nữa quý vị có thể dành một tràng pháo tay để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể được không quý vị? Kính thưa quý vị thân mến, ca dao Việt Nam chúng ta có câu rằng con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội mới nở cảnh xanh lá, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Và để có ngày hôm nay, cô dâu và chú rể không bao giờ quên được công ơn của những bậc làm cha làm mẹ, và đặc biệt là sự quan tâm vun vén của hai gia đình, họ nhà trai, họ nhà gái. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng kính mời bác đại diện cho gia đình họ nhà trai, bác đại diện cho gia đình họ nhà gái, xin mời hai bác hãy cùng bước lên sân khấu ngày hôm nay có những lời phát biểu đầu tiên. Xin được trân trọng kính mời hai bác. Quý vị thân mến, hỏi rằng anh có còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc, nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Và người Chí Linh Hải Dương vốn có tinh thần mến khách, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng kính mời bác đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có những lời phát biểu đầu tiên. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các vị đại biểu thân khách của hai gia đình và hai họ, kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể anh chị em cũng như các bạn nam nữ gần xa của hai cháu tới dự buổi lễ hôm nay. Hôm nay tôi thay mặt cho họ nhà gái lên phát biểu một số ý kiến. Trước hết, trước khi phát biểu ý kiến, chúng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình và họ nhà trai đã có đón tiếp nồng thị. Tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hai họ, trải qua một thời gian hai cháu tìm hiểu đã được chín mùi, đồng thời được sự nhất trí cao của hai gia đình cũng như hai họ. Hôm nay
là những ngày đẹp do hai gia đình lựa chọn để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi, và đồng thời cũng rất mong là hai gia đình cũng như hai họ và tình cảm khu phố, tình cảm hàng xóm giúp đỡ hai cháu để vun đắp xây dựng cho hai cháu thành hôn được tốt đẹp. Nhất là hai gia đình vì hạnh phúc của hai cháu, đồng thời ta tạo mọi điều kiện để cho hai cháu xây dựng hạnh phúc trăm năm, đồng thời được lâu dài và bền vững. Điều đó là rất mong muốn chung của hai họ. Đồng thời cũng tham gia với hai cháu hiện nay, là nhất là hai cháu còn lứa tuổi thanh niên đang công tác ở cơ quan, nên phải giữ kỷ cương của hai gia đình và kỷ cương của hai họ, nhất là hiện nay là kỷ cương của xã hội. Đồng thời cũng mong rằng hai cháu phải chấp hành những quy chế của cơ quan đề ra, đồng thời hai cháu tiếp tục học tập và tiếp thu những cái hay để làm thế nào xứng đáng là một cô dâu chú rể của gia đình. Cuối cùng chúng tôi không biết nói gì, xin chân thành cảm ơn, chúc hai họ mạnh khỏe, xây dựng quê hương giàu đẹp. Kính thưa quý vị thân mến, đúng là hôm nay hai họ đều mừng, nhà trai nhà gái tưng bừng như hoa, nhà gái hân hoan mừng rể thảo, nhà trai hồ hởi đón dâu hiền. Và để cho câu chuyện nối liền thì xin mời bác đại diện cho gia đình nhà trai sẽ có đôi lời đáp lời, xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà, kính thưa các quý vị khách quý về dự buổi thành hôn của hai cháu Hải và Liên hôm nay. Trước hết thì tôi cũng xin thay mặt cho hai họ xin được gửi tới các quý vị, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị khách quý lời chúc sức khỏe, chúc tất cả các quý vị cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt và tràn trề hạnh phúc. Thưa các cụ, thưa các ông, thưa tất cả các bạn, sau một thời gian tìm hiểu thì hai cháu Hải Anh và Hương Liên đã lời lở tình yêu và hai cháu đã tự nguyện đến với nhau để thành vợ thành chồng. Được phép của hai gia đình cũng như của hai đơn vị nơi các cháu công tác, các cháu đã tổ chức, các cháu đã đăng ký tại địa phương. Và hôm nay hai gia đình chúng tôi tổ chức buổi lễ thành hôn chính thức cho hai cháu. Sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị khách quý, các bạn hữu xa gần đã đến dự ngày hôn lễ hôm nay là một niềm động viên rất lớn đối với gia đình chúng tôi, là một niềm vinh dự đối với gia đình chúng tôi. Chúng tôi không biết nói gì hơn, xin thay mặt cho hai họ xin gửi tới các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị những lời cảm ơn và những cái sự biết ơn. Còn về phía hai cháu Hải Anh cũng như cháu Hương Liên, kể từ giờ phút này trở đi, hai cháu, hai con đã là dâu, là rể của hai gia đình chúng ta. Vừa rồi thì chúng tôi đã đến và là làm cái lễ ăn hỏi và tại nhà gái. Chúng tôi thực sự rất là cảm động trước những cái tình cảm mà họ nhà gái trước khi rất là lưu luyến mà khi đưa con, tiễn con về nhà chồng. Chúng tôi thực sự rất cảm động. Chắc các bác cũng biết, nuôi con 20 năm rồi đến khi con trưởng thành rồi lại gửi con về nhà chồng. Thì cái này chúng tôi về phía nhà trai, chúng tôi cũng một lần nữa xin hứa với nhà gái, với trách nhiệm của chúng tôi sẽ tiếp tục bảo ban dạy dỗ để cho hai cháu Hải Anh và Hương Liên phải làm tròn cái trách nhiệm của mình đối với những cái tình cảm mà gia đình, bạn bè, bố mẹ, các cụ, các ông đã dành cho các cháu. Thì cái này cả hai gia đình mong muốn hai cháu Hải Anh phải cố gắng phấn đấu và cố gắng cùng nhau đi trong vượt qua những cái bước khó khăn trong đường đời để hoàn thành cái trách nhiệm của mình. Và có lẽ không biết nói gì hơn, một lần nữa thì tôi cũng xin thay mặt cho hai họ, nhà trai và nhà gái, xin một lần nữa xin cảm ơn chân thành tới tất cả các quý vị đã về dự cái buổi lễ thành hôn của hai con chúng tôi trong ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Vậy là hai bác đại diện cho hai gia đình đã có những lời phát biểu trao dâu hiền và nhận rể thảo. Kể từ nay, một bóng cây chung của hai nhà sân này ăn hẳn sẽ nở hoa. Một lời nhắn nhủ, dâu và rể hãy sống bên nhau thật chân hòa. Xin được kính chúc cho hai gia đình đẹp mối thông gia.
chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Và xin mời hai bác hãy cùng dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt để cho tình thông gia thân mãi càng thân. Và xin mời quý vị chúng ta cùng vỗ tay để chúc mừng. À, xin mời hai bác hãy quay trở lại những bàn tiệc. Kính chúc hai bác luôn luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe những lời phát biểu rất là chân tình, thấu đáo của hai đại diện đến từ gia đình họ nhà trai và gia đình họ nhà gái. Kính thưa quý vị thân mến, trên sân khấu lúc này đây chính là hai người hạnh phúc nhất, hai người dạng người nhất của ngày vui hôm nay, chú rể Hải Anh và cô dâu Hương Liên. Thế nhưng mà thưa quý vị thân mến, trong cái buổi tiệc ngày hôm nay, trong cái giờ khắc tuyệt vời ngày hôm nay, thì tôi muốn nói đến hai người tuyệt vời hơn nữa, hai người được ngợi ca tôn vinh nhiều hơn nữa, chính là những bậc làm cha, làm mẹ. Tôi xin được trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của chú rể Hải Anh hãy cùng bước lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời ông bà. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đừng quên nghĩa mẹ công cha, nhờ ai mới có đôi ta trưởng thành. Có gốc thì mới sinh cành, nên duyên chồng vợ sinh thành ghi ơn. Trên sân khấu lúc này đây chính là sự hiện diện đông đủ của đại gia đình hai họ, họ nhà trai, họ nhà gái, cha mẹ thân sinh của chú rể Hải Anh và cha thân sinh của cô dâu Hương Liên. Quý vị chúng ta hãy cùng chúc mừng cho gia đình một tràng pháo tay thật lớn và thật dài nữa của quý vị. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng tiến lên phía trên hai bước. Bậc làm cha làm mẹ, trước sự chứng kiến của đông đủ quan viên hai gia đình, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng trao cho nhau cặp nhất hợp hôn, minh chứng cho tình yêu thiêng liêng của hai bạn. Xin được trân trọng kính mời. Đêm đông dẫu có lạnh lùng, dù cho sóng gió cũng chẳng sợ chi. Đó chính là những lời mà cô dâu và chú rể đã vừa trao cho nhau, những lời yêu thương ngọt ngọt nhất. Kính thưa quý vị thân mến, và trong giờ khắc trọng đại này, tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến với bàn thắp bánh, cùng thực hiện nghi lễ đầu tiên cắt bánh cưới. Xin được trân trọng kính mời hai bạn. Kính thưa quý vị thân mến, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta tiếp tục đến với bàn thắp rượu. Không có vị thần nào đẹp hơn vị thần của mặt trời, không có ngọn lửa nào cháy bỏng cổ bằng ngọn lửa của tình yêu. Chỉ có hai con tim yêu nhau, hòa quyện vào nhau thì mới có thể cùng nhau đi đến hết con đường này. Tình yêu đầu tiên là tình yêu đẹp nhất, nhưng tình yêu cuối cùng chính là một tình yêu vĩnh cửu. Và ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý, cô dâu và chú rể đang thực hiện những nghi lễ thủ tục, đó chính là rót rượu cưới. Những ngọn rượu hồng tượng trưng cho một tình yêu nồng nàn và mãnh liệt của cô dâu và chú rể. Và những hình ảnh tuyệt vời này chúng tôi xin được gửi tới quý vị, cũng như gửi tới cô dâu và chú rể lời chúc mừng hạnh phúc tốt đẹp nhất. Xin được chúc mừng hai bạn. Chai rượu thứ hai xin mời cô dâu và chú rể tiếp tục. Phần rượu còn lại xin mời cô dâu và chú rể hãy tiếp tục rót lên thắp ly hạnh phúc ngày hôm nay. Và cô dâu ơi hãy hé miệng cười cho đôi má đỏ hồng tươi, cho tình duyên thắm trọn đời không phai. Mừng ngày chung đứng bên mai, mà mừng nay ai đã cùng ai một nhà. Hôm qua em còn mặc áo hoa cà, hôm nay váy cưới em đã là cô dâu. Mà đúng là chú rể đã mong ước từ lâu, cho vàng đã bén duyên cao đó mà. Đường xa thì mặc đường xa, ô tô xe đạp xe hoa đón nàng. Hôm nay đông đủ họ hàng, chúc anh chị phố phường gần xa về đây dệt gấm theo hoa, chúc cho đôi bạn trẻ một nhà từ đây. Và xin đội trưởng của chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay để chúc cho bạn trẻ tay trong tay bước vào đời. Xin mời cô dâu và chú rể hãy dâng ba ly rượu hồng lên
kính dâng lên các bậc song thân phù mẫu. Xin mời chú rể dâng rượu lên cho ông đại diện gia đình họ nhà gái. Xin mời cô dâu dâng rượu lên cho vị đại diện gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời cô dâu và chú rể, chúng ta hãy cùng cầm rượu bằng tay phải và đứng vào giữa sân khấu ngày hôm nay. Thân mến, đây là ly rượu hồng, ly rượu hạnh phúc, ly rượu để tình thông gia thân mãi càng thân. Quý vị, chúng tôi cùng với chúng tôi đếm từ 2 đến 3 để cho hai gia đình uống cạn ly rượu hồng này, cho không khí thêm phần rộn ràng, đúng không quý vị? 1, 2, 3, xin được chúc mừng! Sinh thành của cô dâu và chú rể, kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại bàn trà bàn tiệc, tiếp tục dự lễ thành hôn của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Người thân mến, chú rể Hải Anh của chúng tôi ngày hôm qua có tâm sự là chú rể năm nay mới có 25 tuổi thôi, lần đầu tiên được lấy vợ, rất là hồi hộp, rất là hứng khởi phải không ạ? Theo đúng kịch bản thì lúc này là cô dâu và chú rể phải quay lại nhau cười một chút ạ. Kính thưa quý vị thân mến, tình yêu nó cứ mất hồn, đắm say từ đấy nụ hôn ban đầu giờ thành chú rể cô dâu, ân tình sâu nặng, nghĩa cao nghĩa trầu. Phía ngoài cổng đề chữ lễ thành hôn, nhất định là cô dâu và chú rể phải hôn nhau rồi phải không quý vị? Xin mời cô dâu cho tôi mượn bó hoa một chút. Kính thưa quý vị thân mến, đây là nụ hôn anh đợi Liên chờ bấy lâu nay, Liên dành cho Hải Anh đó. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng quay vào nhau một góc 35 độ 7 đi ạ. Rất chuyên nghiệp phải không quý vị? Anh béo béo kia cười từ đầu đến cuối, anh có thấy chuyên nghiệp không ạ? Xin mời cô dâu chúng ta đặt tay lên vai, bờ vai vững chắc của chú rể. Chú rể đặt tay lên eo cô dâu. Tôi đếm từ 3 đến 1, cô dâu và chú rể sẽ hôn nhau. Đến lúc nào nhạc dừng thì thôi. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đếm với tôi ạ. 3, 2, 1, xin chúc mừng! Quý vị thân mến ạ, cô dâu và chú rể đã hôn nhau chưa? Đã hôn nhau chưa? Chị xinh gái ở cuối hồ rất là to, cô dâu và chú rể chưa hôn nhau phải không ạ? Xin được hỏi các bạn của cô dâu đang ngồi ở đâu ạ? Các bạn là cô dâu, các chị, các chị đang ngồi ở đâu ạ? Giơ tay cao lên nào! Vừa rồi thì chú rể Hải Anh đã trao cho nhau một nụ hôn rất là ngọt ngào, rất là e ấp thôi. Một nụ hôn chuyển từ tình yêu, tình bạn thành tình vợ chồng. Dù rằng là mới hôn vào môi thôi, nhưng mà chưa hôn vào lưỡi, nhưng các cụ có câu rằng là cơm chứ không ăn thì gạo còn đó. Nụ hôn này xin để dành tới 12 giờ đêm nay. Xin được cảm ơn quý vị và xin được chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa được chứng kiến những phút giây thăng hoa hạnh phúc ngập tràn của cô dâu và chú rể trong ngày đại lễ thành hôn của chú rể anh sánh duyên cùng cô dâu hương niên. Thay lời cho cô dâu và chú rể, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Kính mời cô dâu và chú rể chúng ta đến những bàn tiệc, mời nước mời trà toàn thể quý vị quan viên hai gia đình đã có mặt trong hôn trường ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta đã được chứng kiến những bước chân đầu tiên của cô dâu và chú rể. Kể từ giờ phút này, họ chính là một đôi tằm, cùng ăn một lá, cùng nằm một nong. Họ cũng chính là một đôi ong, con gốn con quýt, con trong con ngoài. Họ cũng chính là một đôi hài, chiếc trái chiếc phải, nên duyên vợ chồng. Chúng tôi xin được chúc cho cô dâu và chú rể 100 năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và để quay lại với chương trình Giao lưu văn nghệ, chúc mừng hạnh phúc trong ngày lễ thành hôn của cô dâu và chú rể. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với giọng hát của nam ca sĩ Gia Huy với một ca khúc hay nhất, thân tặng gửi tới cô dâu và chú rể cũng như toàn thể quý vị có mặt trong trường ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe và thưởng thức. Xin được gửi tới lời chào trân trọng tới toàn thể quý vị khách quý có mặt trong trung tâm tư gia phòng tiệc cưới của họ nhà trai chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng, và để dành tặng cho cô dâu và chú rể cũng như là một đôi uyên ương đẹp nhất cho buổi sáng ngày hôm nay với những ca khúc thật là ý nghĩa, thì sẽ được gửi tới toàn thể quý vị và dành tặng cho cô dâu và chú rể một ca khúc được mang tên Túp Lều Lý Tưởng. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Xa xôi ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh.
đời mình đẹp mãi dưới tu lều tranh. Rồi mình đi kiếm leo xanh mình kết là bành. Rồi mình xin khóm trúc sinh trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai lở các chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào em ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào em ơi. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào em ơi. Ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Quý vị thân mến, chúng ta vừa được đến với chùm ca khúc vô cùng là sôi động trong album vừa phát hành của nam ca sĩ Gia Huy. Quý vị có thể hào phóng dành cho Gia Huy một tràng pháo tay được không quý vị? Kính thưa quý vị thân mến, tổng đài nhật ký yêu thương của chúng tôi đang rộng mở để đón chào những ca khúc mà quý vị đăng ký dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Và trong thời gian chờ đợi, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng đọng với nữ ca sĩ Hải Vân qua một sáng tác được mang tựa đề Non nước hữu tình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và thưởng thức. Ngỡ như bức tranh tuyệt vời, ngắm
vịnh Hạ Long ngất ngây chùa hương. Chùa Tam Thanh câu hát quan họ bao đời này vẫn sống, dòng máu tiên dòng thắm lòng tình người tháng lao. Dù đi đâu đến phương trời nào cũng chẳng đẹp hơn những non Việt Nam. Trời nào cũng chẳng đẹp hơn nước non Việt Nam. Xin được cảm ơn giọng hát của nữ ca sĩ Hải Vân. Và quý vị có thể dành cho Hải Vân một tràng pháo tay điều động viên không quý vị? Kính thưa quý vị thân mến, đúng là trai yêu văn nghệ cho vui, gái yêu văn nghệ cho đời nở hoa. Xin được tiếp tục mời quý vị chúng ta cùng đăng ký những ca khúc hay nhất của mình. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng quay lại sân khấu. Và chúng tôi cũng xin được mời lên sân khấu bắt đại diện cho gia đình nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời bác. Thách kính được các cụ công các bà và toàn thể các anh chị em hai họ. Hôm nay chúng tôi đại diện cho họ nhà gái trải qua một thời gian thủ tục, nói chung công việc của hai cháu được sự quan tâm của tất cả các cụ hai họ cũng như anh chị em tới dự buổi lễ thành hôn của hai cháu đạt được kết quả tốt đẹp và công việc của hai cháu được hoàn hảo. Hôm nay tôi thay mặt cho họ nhà gái và gia đình xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp của gia đình và họ nhà trai. Cuối cùng chúng tôi xin phép họ nhà trai để chúng tôi ra về vì còn một số anh chị em ở khách xa. Xin phép cuối cùng xin chúc hai họ mạnh khỏe, xây dựng quê hương giàu đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.
hai tâm hồn quyện nhau đã thành một, rồi cùng bay cao tới chân trời. Tình yêu đôi ta tuyệt vời, tự vì sao thật lực lánh trong trao nhau chưa.